Xôi Tám Cẩu, ngay góc đường Điện Biên Phủ và Cao Thắng, quận 10. Chỉ là quán xôi bên lề đường, vậy mà nó đã tồn tại hơn 60 năm, từ đời cha đến đời con, về bí quyết nấu xôi, luộc thịt. Gắn bó với nhiều thế hệ người dân Sài Thành xưa nay, suốt nửa thế kỷ, luôn được đông đảo thực khách tìm đến mua, cũng đủ để chứng minh sức hấp dẫn của hàng xôi này. Một xe bán xôi nhỏ đã có bao đời này. Khách hàng là học sinh, sinh viên, cán bộ công chức, người lớn tuổi tới mua. Khách hàng nhớ xôi Tám Cẩu vì cái hương vị thơm thơm, dẻo dẻo của hạt nếp và cái béo béo, mặn mặn của thịt heo. Tuy không quá nổi tiếng như các hàng xôi khác, nhưng xôi Tám Cẩu lại có nét rất riêng. Đó chính là hương vị đặc trưng của quán xôi này. Hạt xôi mềm dẻo, vị pate béo thơm do chính tay cô chủ, con gái ông Tám Cẩu làm ra. Chút mỡ hành, rút khô làm món xôi này càng thêm hấp dẫn, tăng thêm hương vị thơm ngon, độc đáo. Đặc biệt hơn, hàng xôi này còn có món thịt heo luộc và nước sốt, được chế biến theo bí quyết gia truyền khi ăn kèm với xôi, cũng rất ngon. Chị Hà Thị Lượng là con gái ông Tám Cẩu, người kế thừa xe xôi này, chia sẻ. Từ nhỏ, mỗi ngày, chị ra phụ cha bán xôi, được cha chỉ cho cách chọn gạo, chọn thịt và cách nấu xôi. Lúc cha mất, thấy có nhiều khách quen muốn ăn xôi do cha mình nấu, nên chị tiếp tục công việc bán xôi của cha từ đó tới nay. Sau này, đời con của chị, không biết chúng nó có nối nghề này không? Để có được một nồi xôi khác biệt với các nơi khác, đòi hỏi rất công phu. Xôi ở đây vừa mềm, vừa dẻo, do được nấu hai lửa. Công đoạn cho nước dừa, lá chuối vào nồi xôi cũng phải đúng lúc thì nồi xôi mới thơm ngon. Để có được những miếng thịt ngon như vậy, chị Lượng nấu phải chọn được thịt nách và ba rọi còn tươi, lựa loại ít mỡ, mang về ướp muối với tỏi, sau đó bó thật chặt rồi luộc đúng 1 tiếng rưỡi. Luộc ít hơn thì thịt cứng, luộc quá giờ thì thịt bị bở, khi cắt sẽ rất dễ nát. Công đoạn luộc phải canh thời gian chính xác để vớt thịt ra. Thịt trước khi luộc phải có tỏi giã nát thoa lên để khử mùi thịt. Vì thế miếng thịt khi luộc lên thơm phức và không có mùi tỏi, ăn có vị đậm đà, đặc trưng của Tám Cẩu. Chính vì những cách nấu công phu như vậy đã làm cho xôi Tám Cẩu nổi tiếng khắp nơi và tồn tại cho tới ngày nay. Mỗi ngày, chị Lượng bán từ 15 đến 20kg xôi. Khách hàng chủ yếu là khách quen. Nhiều người lớn tuổi hay đi xa lâu ngày có dịp trở về cũng nhờ con cháu lại mua ăn bằng được xôi Tám Cẩu. Nếu mua xôi khác là họ biết ngay không phải xôi Tám Cẩu. Chỉ với món xôi do cha truyền, con nối, chị Lượng có thể nuôi được cả gia đình mình. Hai con chị cũng đã tốt nghiệp đại học. Một cụ bà đã ăn xôi Tám Cẩu nhiều năm nay, mỉm cười nói, ăn xôi Tám Cẩu mà quên món thịt heo luộc ăn cùng thì mất ngon vị xôi này. Cách 1-2 ngày, tôi lại ra mua xôi vì rất thèm xôi ở đây. Ngày nay có rất nhiều tiệm xôi, nhưng xôi Tám Cẩu vẫn thu hút được lượng khách đáng kể. Chị Lượng cho biết thêm, làm nghề này cực nhưng bỏ vài ngày thì khách quen trách móc. Bởi thế cứ hàng sáng thì chị dọn ra bán từ 6h30 phút đến 9 giờ, còn chiều thì bán tiếp từ 16h30 phút đến 22 giờ đêm. Thời ba má chị bán thì khách đông vô kể vì có rất ít hàng quán, còn bây giờ đâu đâu cũng có, vậy nên xe xôi của chị thường dành cho khách quen là chủ yếu. Xôi mặn có rất nhiều thành phần bên trong như pate, lạp xưởng và thịt luộc, rồi chả lụa, chà bông, mỡ hành. Đó là chưa kể phải xịt một chút nước tương vào mới ngon hết sảy. Thật lạ là khi người Sài Gòn đã trót mê một món gì thì cứ thành thói quen mà đến mua. Có khi thuở bé cha mẹ hay mua cho ăn món gì, sau này lớn lên vẫn cứ quay lại tìm ăn. Cô xôi mình bỏ thêm pate nữa hả con? Đó, đúng rồi. Pate, thịt, trứng cút, cà bông. Thường thường mấy chỗ khác hình như người ta không bỏ pate. Thì gần nhà ở đây cô bán là khác với người khác. Dạ. Không có người nào giống người nào hết trơn. Cái công thức mình khác với người ta. Một cái người mỗi khác. Đây là thẳng cảnh với những cái thành phần trong xôi đúng không cô hả? Rất là ngon và đẹp mắt. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
gói vậy là có 20 ngàn thôi, gì lượng? 25 ngàn. 25 ngàn. 20. Ủa mẹ lấy hàng luôn. Dạ. Đây chị. Qua dương gì nó mua mà đi dùng qua gì đó em con rỡ dạ nó lấy sẵn chạy qua cho cái gì bơm trời mẹ ăn là mẹ nhiều đúng không lâu quá không ăn và ăn lại cái bánh nhiều luôn rồi đó ờ lâu lắm không ăn xôi vậy đó nó có rau vậy chưa. Cô 64 năm rồi vẫn giữ cái nét làm, phong cách làm rồi còn lá chuối quắn lá chuối luôn đúng không? Ngày xưa là ba má gì bán đây luôn hả chị? Ba mẹ bán đây luôn. Xong rồi... 70 năm là ở đây không có đi đâu á. Tính đến thời điểm hiện tại là quán mình bán được bao nhiêu năm rồi chị? 4 năm á. 64 năm. Yeah. Rồi mình bán khung giờ nào hay gì hả? Thì sáng 6 rưỡi cô bán tới 9 giờ. 9 giờ sáng á. Còn buổi trưa. Buổi trưa cái chiều cũng dành bán tới 10 giờ đêm. 10 giờ đêm. Có mẹ nó giao cho mẹ bán tới 1-2 giờ đêm. Dạ. Bây giờ là mẹ không khỏe cho mẹ nhà. Có bán tới 10 giờ xa, giờ tối rồi nghỉ ngơi, rồi sáng mình còn đi bán nữa. 5 giờ mấy là cô dặn giờ đó. Rồi ngay từ 6 giờ, 6 giờ mấy. Tới 9 giờ thì cô vô chợ nước, cô nước là để chuyển bán. Cô hồi xưa là mình bán, hồi xưa dùm bán một điểm này thôi đúng không cô? Một điểm này thôi. Một điểm duy nhất thôi. Dạ. Là ngay góc đường Cao Thắng và Điện Phủ, quận 3. Bên cô đường 10, bên kia mới đường 3. Cô lỡ mà mấy đứa con mình thì nó không có nấu nghiệp mình thì cũng buồn lắm. Cứ nhiều khi cũng buồn lắm, mình cứ suy nghĩ hoài à. Để coi cái đứa nào nó nghề. Mà nó thấy mình còn khỏe thắng mình còn làm được, để cho mình làm. Có cụ nào mà ăn từ thời của ba? Ba mẹ cô bây giờ con tôi cháu ngoại cháu nội tôi ăn luôn rồi đó, không nói gì tôi không mới biết. Nhưng mà cô lại biết cái ông đó hồi đó ăn của ba mẹ đó, bây giờ cũng lớn tuổi rồi. Nếu mà ba cô còn sống là cũng tám mấy rồi. Mà hồi đời mấy người xưa đó đó, giờ con ổng rồi cháu ngoại cháu nội ổng ăn luôn. Rồi ăn đến nỗi mà mấy đứa nhỏ mà ba mẹ nó chở nó còn trên xe, mà bây giờ nó lại nó đi xe mình nó lại nó ăn luôn rồi đó. Nhiều đứa nó còn nói mà nó trời cô bán tới bây giờ. Ba mẹ nó chở ở đây mua xôi, hồi đó còn ngồi trên xe còn đi học, bây giờ tự đi xe lại ăn xôi là mấy chục năm rồi chú bụng. Là mấy đứa nhỏ đó chú. Cô cái vị mà lúc mà ba mẹ cô nấu với so với cô nấu bây giờ thì nó có khác gì không? Thì nói ra thì chắc cũng có khác một chút. Tại vì hồi xưa đó ba mẹ bán nhiều á, cái số lượng nhiều á thì nó khác. Bây giờ cô nấu số lượng ít thì nó hơi khác một chút. Cái độ nêm thì nó ít đậm chút. Hồi xưa ba mẹ bán nhiều con á, ba mẹ bán đắt. Mấy chục năm về trước là ba mẹ bán đắt. Thì độ nêm thì nó nhiều hơn, bây giờ cô bán nó luôn. Chợ giống như hồi đó 10 giờ cô bán cái chừng còn có 6 có 7 thôi, giảm mất 3 phần. Cái thứ hai là bây giờ người ta bán nhiều quá, họ ăn chỗ nào họ ăn cũng được. Ví dụ người nào mà ăn khó ta thích ăn cái vị xôi này thì họ mới lại đây mình bán là ở Việt Nam này nè. Nè nó là mỡ hành. Ừ, nè làm cho tụi con là đặc biệt này, tụi con ăn đi rồi tụi con nhớ đó. Nước đó, nước gì đó, nước sốt đó con. Nãy cô nói là xương nóng với lại tương với muối bột ngọt, muối lại đường nữa. Chiếc cà phê cho nó béo không con? Béo chưa? Nó ăn cái xôi nó béo với bà luôn, mỡ hành nè. À, là bỏ thịt vô hả con? Rồi, bỏ cà phê vô rồi, giờ bỏ thịt. Dạ. Bỏ trứng, rồi bỏ chả, chả bông. Đó, vậy đó. À, mỗi ngày như mỗi ngày có vậy thôi. Bỏ miếng rau vô. Miếng tương vô và cho nó có vị. Có vị mặn mặn. Nè con. Đó.
Ủa tụi con làm dễ gì? Dạ, tụi con á, dạ, không lực hả? Dạ. Mấy cái món lâu đời ở Sài Gòn đó con. Quận 11. 11 quận 10. Sồi ở đây như thế nào con? Ngon hả? À? Cô ăn rồi khoảng mấy chục năm đây rồi. Mấy chục năm cô, theo cô ăn hồi xưa giờ á. Để cho quần cô ăn lâu rồi lúc con biết thì. Dạ.